quý vị khán giả đồng bào chúng ta đã đến với nhạc được trực tiếp tại sân bóng đá H2 để theo dõi trận cầu giao hữu số 7 trong buổi tối hôm nay của chúng ta cùng với ca thủ Vinsport và Chatplay. Như vậy lời một của hai đội bóng cũng đã chính thức bắt đầu. Rất nguy hiểm, đó là một tình huống đá phạt của ca thủ Chatplay. Quả bóng rất đơn giản nhưng nó lại mang đến tình huống mở tỷ số. Đầu đến từ khu vực giữa sân. Một đội ở phía trong cũng đã đánh đầu để khiến cho bóng đổi hướng rất nhanh. Ngay cả pha làm bàn cũng là tình huống bóng bỏng tới Minh Vương. Tỷ số là 1-0 dành cho trận đấu. Và phản công rất nhanh của cầu thủ Vinsport. Chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất hoàn hảo. Người đã làm tường cho Minh Vương vừa rồi. Có vẻ là một tình huống rất nhanh của Hồng Vương. Nhưng nó xuất phát từ một pha bóng từ phần sân nhà của thủ thành bên phía Vinsport. Minh Vương đã quá nhanh để có thể di chuyển phối hợp cùng với Hồng Vương để có một điều tương đồng. Đó đều là những tình huống chuyển bóng dài. Nếu như cả thủ chân có lại mở tỷ số bằng pha treo bóng bổng từ giữa sân với quyền đá phạt tương tự như thế này thì Minh Vương lại tận dụng thành công. Chatplay đưa tỷ số lên 2-1. Cả hai tình huống đá phạt góc của họ đều trở nên rất hoàn hảo. Lần này người đã tận dụng sai số là Viết Chí. Dù là ở trách cánh trái hay là bóng đưa vào ở giữa trung tâm thì cả thủ Chatplay đều biết tạo ra lợi thế dành cho riêng mình. Trạng thái cân bằng không được giữ quá lâu. Mạng lưới của cầu thủ Vinsport tiếp tục bị rung lên một lần nữa. Những quyền sút bóng được lưu chuyển liên tiếp. Ngọc Xuân bắt bài tốt của Minh Vân. Và bây giờ là cơ hội của Vinsport không vào. Ra chân dành cho số 10 Song Tâm. Tuy nhiên người chiến thắng là thủ thành của Chatplay. Minh Vương chính là người đã xong tỷ số ở thời điểm mà cầu thủ Vinsport đưa chân. Chuyển khá tốt Ngọc Sơn. Cú dứt điểm từ xa. Rất đắn đo dành cho Ngọc Sơn. Bóng chỉ vượt xa ngang một chút thôi. Sự chiến đấu đó là một bàn thắng rất đẹp dành cho cầu thủ Chatplay. Quyền đi bóng của Minh Vương. Có cơ hội. Đây đây. Khung thành của cao thủ bên phía Chatplay đã bị sút lên một lần nữa. Lần này đó là một tình huống xử lý rất gọn gàng của Song Tâm. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Cơ hội thứ hai rõ ràng cho cầu thủ đá cao nhất trên hàng tấn công của cao thủ Vinsport Song Tâm. Một lần này anh đã không chạy trần. Thậm chí là thực hiện một tình huống rất mềm mại để có thể bại thủ thành đối phương. Đưa chân. Anh ơi, lùi phía sau. Dạ, cảm ơn anh. Minh Vương. Đưa chân từ xa. Rất khó chịu, có vẻ như không được công nhận bàn thắng. Đó phải nói chính xác rằng tình huống nã đội bác của số 6 Hùng Còn. Chúng ta có lẽ cần phải theo dõi lại tình huống vừa rồi để chúng ta xác định bóng đã rồi cuộn dọc và bật ra. Quyết định của trọng tài là không có bàn thắng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tham khảo lại tình huống quay chậm ở pha bóng vừa rồi.
Chúng ta hãy cùng theo dõi lại để có thể quyết định. Nhưng mà trận đấu vẫn tiếp tục. Ngay cả tình huống quay chậm chúng ta vẫn khó thấy ở tình huống vừa rồi. Hồi xin xóa chúng ta sẽ làm lại. Tuy nhiên đó là một pha bóng mà ông còn thực sự đã nát đại bác cực kỳ tốt được cứu thành của cao thủ chất phát lạnh. Minh Vương nguy hiểm quá. Lần này thì có lẽ là dễ dàng hơn và trọng tài xác định là có bàn thắng cho Vinsport. Cánh phải tuệ xoay sở cú tay đường truyền vào goal hat trick dành cho Minh Vương và tỷ số được nâng lên là 4-2 cho cả đội Vinsport. Đó là điểm nhấn của tay khi anh được sử dụng ở trận đấu này. Pha trả bóng lại rất vừa tầm của số 7 và trước đó đã có một pha xoay sở cực kỳ hay. Chúng ta thấy được Minh Vương đã di chuyển khôn ngoan như thế nào để có thể giúp cho bàn tỷ số của cao thủ Vinsport được gia tăng một lần nữa. Và anh này hoàn thành xong thời gian nghỉ giây sẽ là thời điểm mà cao thủ chất phát lạnh sẽ phải có những sự trao đổi kỹ hơn nữa để đóng góp cho trận đấu thứ hai. Hai bóng chúa một thời điểm từ xa của đội trưởng Sư Vương Gia Vi vẫn có bàn thắng dành cho số 77. Đó là tình huống dâng cao dành cho đội trưởng Vương Sa Vi. Bóng đã đi theo quỹ đạo đầy khó khăn và thủ thành của cao thủ chất phát lạnh một lần nữa đã phải vào lưới nhận bóng. Đó là bàn thắng thứ 5 của cao thủ Vinsport. Cực kỳ khó chịu với cú ra chân vừa rồi. Có cơ hội. Lần này thì bàn thắng đã đến dành cho cao thủ chất phát lạnh. Đó là tình huống của số 10 Ngọc Biết. Cú đúp dành cho cầu thủ này và số gắn khoảng cách cho cao thủ áo xám đen. Sau rất nhiều nỗ lực, thì cao thủ của chất phát lạnh đã đưa trận đấu của mình gọn. Pha phản công của số 7 đường truyền khá khó chịu của Tài Ác. Bóng vẫn lộn xộn và ngay tức khắc có bàn thắng. Tỷ số tiếp tục được dâng cao và nó là 6-3. Lần này đó là Hải Bóng Chúa ghi bàn. Phần 3 dành cho số 8 bên phía Vinsport. Họ đã thiết lập lại chiến thắng trước 3 bàn ở trong trận đấu này. Một hơi mạnh của đội chủ. Cũng là một đường truyền dài và cắt bóng đáng tiếc của số 94 bên phía ca thủ Chevrolet. Hơi đáng tiếc của Thành Quyền và các đồng đội. Phần cắt bóng của anh đã khiến cho bóng xoáy thẳng vào lưới và giúp cho Vinsport có bàn thắng thứ 7. Quả bóng Auger. Tỷ số này là 7-3 cho cao thủ Vinsport. Tổng tỷ số đã chọn chung ở trận đấu này. 2-3. Ngọc Sơn. Từ giữa của cao thủ chất play Ngọc Sơn. Goal! Không vào! Pha về bóng rất tốt của Ngọc Sơn. Tuy nhiên là đó, và đó sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc cho cao thủ áo xám đen mà thôi. Nhân Đức là người vào sân để thay vị trí của số 23 Vũ Hảo. Cơ hội rất nguy hiểm. Và như vậy là có vẻ có bàn thắng dành cho cao thủ của chất phát lạnh. Nó đến từ một tình huống đá phạt góc.
bàn thắng thứ 4 của cầu thủ áo xám đen. Mọi người mới vào sân là Hoàng Quân. Đội chuyển đã hơi sâu, cắt bóng dành cho số 88 Duy Vương. Nhưng bây giờ là Minh Vương của Bismarck. Sóng tâm, cú sút. Và đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ Bismarck và Chepley tại sân bóng đá H2 trong buổi tối hôm nay. Trận đấu giữa hai đội bóng đã khép lại tỷ số chung cuộc là 7-4 nghiêng về Bismarck. Người bàn thắng cuối cùng của trận đấu này là Nhật Đức của Chepley. Những gì đã diễn ra và cảm ơn đội bóng đã mặt đến trận đấu này và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ tôi là Nhật, nhà biên kịch của đài Thời Đại Thời Việt.